Chào tất cả các bạn. Trong clip hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn cách khắc phục một cái lỗi cực kỳ phổ biến dành cho các bạn là mới tập đàn guitar. Thì cái lỗi này lúc mới tập thì thông thường bạn nào cũng bị, nhưng mà không phải là ai cũng biết cách khắc phục nó được. Thì với cái khóa học guitar online dành cho người chưa biết gì thì mình hỗ trợ các bạn đang học á, thì nhận được cái câu hỏi hoặc là các bài mà các bạn nói là em hoàn thành rồi, gửi các clip cho mình để mình xem và đánh giá đó. Thì mình thấy là đa phần là các bạn đều bị cái lỗi này cả. Sau khi mình hướng dẫn xong thì các bạn tập lại, các bạn mới vượt qua được cái lỗi này. Thì cái lỗi này, đó mình có thể tạm gọi nó chính là đánh một cái nốt nó không có hết cái giá trị của cái nốt đó. Hay nói cách khác, đó chính là các bạn đánh nó bị ngắt cái tiếng. Ví dụ như là các bạn đánh cái nốt đó nó kêu tăng, xong mới qua nốt sau thì bạn đánh tăng, nó bị ngắt ngang. Vậy thì cách nào khắc phục? Thì đây mình sẽ hướng dẫn các bạn hai cái cách. Chúng ta bắt đầu nhé. Đây là cái cách mà các bạn hay thường đánh nó bị lỗi. Mình chỉ cái lỗi trước nha. Các bạn thấy không? Các bạn đánh từng nốt đó, giật 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 như vậy, nó không có liền mạch. Lý do là các bạn khi mới tập á, các bạn còn phải suy nghĩ, bị phân tâm rất là nhiều ở việc các bạn phải bấm làm sao cho nó đúng, tay phải các bạn đánh làm sao cho nó đúng. Vậy thì cái cách mình thường hướng dẫn các bạn đó chính là đừng ham tập những cái nó quá nhiều, nó quá khó, mà hãy chia thành những cái thật là nhỏ để các bạn tập. Ví dụ như các bạn tập một cái câu dài như thế này, các bạn rất dễ đánh bị sai. Chúng ta hãy tập 2 hoặc 3 nốt trước và đánh cho thật là đúng. Mấu chốt ở đây là gì? Các bạn khi đánh nốt đầu tiên, sau đó tới nốt thứ hai, để đánh đúng thì chúng ta đánh nốt đầu tiên nó ngân hết cái nốt đó xong rồi là nó qua liền cái nốt thứ hai, và các bạn cảm giác là khoảng cách giữa hai nốt đó gần như không có. Vậy thì gì? Các bạn phải làm sao? Đầu tiên chúng ta chỉ tập 2 nốt thôi. Đây mình chỉ tập dây số 1, ngân số 5 là nốt la, và ngân số 3 là nốt son. Thì cái lỗi các bạn thường gặp đó chính là khi các bạn đánh cái nốt ngang 5 nè, các bạn buông tay ra rồi, nó ngưng cái nốt đó rồi, sau đó các bạn mới bấm vô cái nốt son ngang 3, các bạn mới đánh nó lên. Là cái khoảng thời gian đó là nó tạo thành cái chiếu nghỉ ngay đó rồi. Như sao? Các bạn thấy nó bị ngắt đoạn đúng không? Vậy thì ngay chỗ này các bạn phải tập hai ngón tay sao? Khi cái nốt năm này vừa ngân cho nó vừa hết xong, các bạn buông nó ra là cái ngón một này các bạn phải sẵn sàng bấm vào vị trí này rồi, chứ chúng ta không cho nó có khoảng thời gian nghỉ. Nhớ nha. Như sao? Các bạn thấy chưa? Đánh vừa hết nó này qua liền, còn các bạn đánh sai nó bị gì? Tức là khi các bạn buông cái ngón này ra rồi, nó tắt rồi, thì cái ngón này sau này các bạn mới bấm vô. Các bạn thấy lỗi này chưa? Vậy thì chúng ta cố gắng tập thật chậm. Các bạn đánh một nốt, khi các bạn thấy sẵn sàng rồi là cái ngón trước này các bạn có thể là đã hỗ trợ bấm vô rồi, các bạn buông ra là các bạn đánh cái nốt thứ hai nha, thì các bạn sẽ không bị cái khoảng đó. Thì khi mới tập, các bạn khắc phục được cái tay trái các bạn là khi dở lên bấm liền, nhưng mà sau nó vẫn chưa ra đúng, nó như thế này. Vậy thì cái lỗi thứ hai nó nằm ở cái tay phải các bạn. Tức là khi các bạn buông cái ngón này ra, các bạn bấm luôn rồi, nhưng mà tay phải các bạn lại đánh chậm hơn. Đó là vấn đề đồng bộ hai tay nha. Chúng ta phải tập thật chậm để các bạn khắc phục. Và khi các bạn tập trung con mắt vô hai cái nốt này rồi, xong rồi các bạn để hai cái ngón tay này xong rồi, thì các bạn nhìn nơi chỗ khác các bạn vẫn thấy là nó đúng ở vị trí này rồi, thì đó chúng ta tập trung ý nghĩ vô cái gì các bạn? Cái tay phải các bạn để đánh cái nốt này, để cho cái bước thứ hai các bạn không có bị lỗi nữa. Đó, khi bạn đánh nó đầu xong là các bạn để cái phím này gần cái dây nghe phía dưới rồi, và trong đầu chúng ta là khi buông cái này ra là mình đánh nó liền.
là kết hợp làm sao hai tay này khi cái này vừa bấm vô là cái này đánh lên liền, thì lúc đó các bạn mới khắc phục được cái lỗi này. Và như vậy thì để tập các lỗi các bạn đang bị, các bạn nên chọn ra hai cái nốt bất kỳ ở trên dây nào đó để các bạn tập thử hai nốt thôi nha, để các bạn cảm nhận được nó khác biệt ha. Ví dụ mình đánh ở ngang nốt C và nốt đô ở ngang 2 và ngang 3 của dây 5. Còn nếu các bạn đánh sai thấy chưa, nó khác biệt rất là rõ ràng. Do đó phải tinh tế là ngay chỗ này bằng cách là hãy tập thật chậm lại. Các bạn có thể là cái giá trị các nốt nó không quá rõ ràng, tức là ví dụ cái nốt này các bạn đánh nó hơi ngân lâu một tí, cái nốt sau nó ngắn ngắn hơn tí, nhưng làm sao khoảng cách giữa cái hai nốt khi chuyển á nó bằng số 0 là tốt nhất. Các bạn có thể đánh nốt đầu khi các bạn chưa sẵn sàng vô cái nốt thứ hai, thì các bạn đánh nó xong các bạn có thể chờ lâu hơn. Các bạn tập chậm như vậy cũng được. Sau khi các bạn tập hai nốt xong rồi, chúng ta mới bắt đầu tiến lên ba nốt. Khi hai nốt các bạn đánh đúng rồi thì cơ hội ba nốt các bạn mới có thể đánh đúng. Và từ từ chúng ta chia nó nhỏ nhỏ dần để chúng ta tập những cái câu mà mình có hướng dẫn. Ví dụ cái câu cơ bản. Hãy chia nhỏ đó bằng cách các bạn tập từng cái dây riêng ha. Ví dụ như vậy, thì với cái cách tập này thì nó sẽ giúp cho các bạn hai tay các bạn nó đồng bộ với nhau, tức là tay này bấm là tay phải đánh vô liền. Thì khi chưa quen chúng ta hãy tập lần hai nó thôi, và chúng ta nhìn con mắt chúng ta nhìn vô trong tâm thế là trong đầu các bạn suy nghĩ đã sẵn sàng qua nó thứ hai rồi, tay phải đã để vào vị trí tay trái bấm được rồi, thì các bạn vừa buông nó kia ra các bạn đánh liền. À, nó không có bị các bạn thở như vậy nhé. Thì bây giờ vọng lần là với các clip nhỏ này sẽ giúp ích cho các bạn nào cũng đang tập và đang bị vướng ngay cái vấn đề này nhé. Hãy nhớ like, share, comment nếu bạn thấy hữu ích và giải quyết được vấn đề của bạn. Các câu hỏi có thể comment, mình sẽ cố gắng hướng dẫn. Còn nếu bạn nào muốn có một cái giáo trình đầy đủ chi tiết rất là nhỏ mình hướng dẫn cho bạn, hãy đăng ký khóa học guitar cơ bản cho người mới bắt đầu. Khóa học này cực kỳ chi tiết các bạn. Những cái bác mình U50, U60 vẫn đang học rất là tốt bình thường. Và các bạn nó đôi lúc mà mình hỏi là có cần hỗ trợ gì không, bác nói là xem các clip của con là hướng dẫn chi tiết quá rồi, thì khi nào có khó gì đó bác sẽ hỏi đó. Thì các bạn biết là cái khóa này rất nhiều người học và có những cái phản hồi rất là tốt cho khóa. Do đó nếu bạn muốn có một cái giáo trình đầy đủ với cái video hướng dẫn từ A tới Z như vậy, cho một khởi đầu và cho một cái niềm đam mê cơ bản của bạn là có thể đánh được những cái bài cơ bản, thì hãy đăng ký khóa học này nhé. Đóng tiền một lần, học trọn đời, học bất cứ khi nào các bạn muốn trên tất cả các thiết bị di động các bạn có được. Hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Xin chào.